Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lập Chú Tiki và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái sân bóng mini nha. Và vật liệu để chúng ta có thể làm được một cái sân bóng mini thì cũng khá là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị những cái bột nhựa màu xanh lá cây này để chế tạo những cái khối bê tông màu xanh lá cây các bạn ơi. 1 2 3. Mình sẽ đem ra khoảng 3 sắt sỏi cũng như là cát nha để chúng ta có thể ráp được những cái khối bê tông màu xanh lá cây như thế này. Rất là nhiều luôn nè. Wow, rất là nhiều luôn ấy các bạn ơi. Ngoài ra thì mình cũng cần phải có những cái khối bê tông màu trắng nữa. Ở đây mình còn một ít nè, mình sẽ đổi ra những cái khối bê tông màu trắng nha để chúng ta có thể làm được cái đường link của sân bóng ấy các bạn ơi. Để coi nào, mình còn một ít cái bột xương ở đây nè. Mình sẽ chế tạo thêm bột xương đây để chúng ta có thể đổi thành những cái bột nhựa màu trắng ấy các bạn ơi. Đây mình sẽ chế tạo thêm một ít cái bột nhựa màu trắng nữa nha. Đây mình có được 35 cái rồi. Giờ thì chỉ cần chế tạo ra một cái bê tông màu trắng thôi. Cũng có khá là nhiều luôn rồi. Và bây giờ mình sẽ cho hết mấy cái này vào một cái rương sugar đi. Để coi coi ở đây mình còn cái bỏ sugar nào không nha. Đây mình sẽ lấy những cái bỏ sugar trong này ra để chế tạo thêm những cái rương nha các bạn. Đây mình sẽ chế tạo thêm một cái rương sugar nữa. Mình cần một cái rương thường như thế này. Đó, và cho vào đây. Đó, chúng ta đã có được một cái rương sugar mới rồi. Và mình sẽ cất cái rương sugar cũ vào trong đây nha. Đây mình sẽ cho hết mấy cái này vào. Và cái này thì chúng ta không cần phải nhúng nước nó để cho nó thành khối bê tông cứng đâu nha các bạn. Chỉ để cho nó ở dạng giống như là cát vậy để dễ dàng chúng ta làm hơn nha. Và mấy cái bột nhộm này thì mình sẽ cắt lại bớt nè. Sỏi và cát thì mình cũng cắt bớt luôn. Đó. Rồi ok, chắc bây giờ mình sẽ bắt đầu ra ngoài và xây dựng nha các bạn. Và cái khu vực xây dựng ấy thì mình cũng đã dọn sẵn trong thời gian dưới 2 tập rồi. Một khu đất rất là trống trải luôn để chúng ta có thể làm được một cái sân bóng nha. Đây mình đã dọn rất là trống luôn rồi. Dọn cỏ cũng như là thắp một ít cây đuốc để tránh trường hợp quái nó xuất hiện vào ban đêm mấy các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu xây dựng nha. Và đầu tiên thì mình sẽ làm cái đường link trước. Và đây chính là cái ô trung tâm này. Các bạn chọn một ô trung tâm ở giữa cái khu đất trống nha. Và từ đây mình sẽ đi về bên phải của mình ấy là khoảng 17 ô nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đào ra luôn nha. Một này, đào hơi sâu rồi. 1, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7. Ui, cái xẻng mình đào nhanh quá. Để mình đào lại từ từ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rồi. 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 ô. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu ốp vào đây ấy là những cái khối bê tông màu trắng nha. Đây ốp dài lại đằng kia thôi các bạn ơi. Qua bên đây là 17 ô. Tương tự ở bên đây thì mình cũng sẽ ốp tiếp 17 ô nha. 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 ô. Đó, ốp tiếp vào các bạn ơi. Ốp lại đây. Vậy là chúng ta đã được phần link ở chính giữa rồi. Tại vì mình muốn làm từ chính giữa ấy thì nó sẽ dễ dàng định hình được cái sân bóng hơn ấy các bạn ơi. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu ốp đường link ở hai bên biên nha. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu kéo về bên trái của bên phải của mình là khoảng 25 ô ấy các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đập ra 25 ô nha. 1 này, 2 nè. Ui. 2 rồi, 3 nè, 4 nè, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ô. Đó, vậy là chúng ta đã được xong cái đường biên rồi. Giờ thì ốp vào những cái cục bê tông màu trắng thôi các bạn ơi. Ui, vừa xuất hiện anh dân làng lang thang nha các bạn ơi. Để coi anh đổi cái gì nha. Anh đổi cá nhiệt đới nè. Ui nhưng mà bây giờ mình đang để dành emerald để làm cái beacon rồi. Ui chắc không trao đổi với ảnh được rồi các bạn ơi. Và các bạn làm tương tự ở hướng bên kia cũng như là bên đây luôn nha. Để chúng ta có thể tạo được một cái hình chữ nhật ấy các bạn ơi. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình làm xong cái vần đường link ở bên ngoài nha. Và ở mỗi góc của sân bóng thì các bạn sẽ đập ra ba ô như thế này nè. Và đã ốp vào những cái khối bê tông trắng nha. Để làm nơi để xuất phạt góc nha các bạn. Mình đã làm sẵn ở ba góc còn lại rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái khung thành nha. Bây giờ mình sẽ canh cái ô chính giữa cái đã. Ô chính giữa là ô này đúng không? Mình sẽ kéo dài lại đây nè. Sau đó mình sẽ đặt một ô để làm dấu cái đã. Mình sẽ cắm cái đuốc xuống và mình sẽ cách ra mỗi hướng ấy là ba ô nha. 1 2 3 và bắt đầu làm cái khung thành thôi. Nhưng mà khung thành thì chắc mình sẽ sử dụng vật liệu ấy, đó chính là những cái khúc gỗ nha các bạn. Đó, sử dụng khung thành gỗ thôi. Ngoài ra phần lưới ấy thì mình sẽ sử dụng những cái mạng nhện ấy. Mình còn một ít cái mạng nhện ở trong rương hay sao á, mình sẽ sử dụng hết số mạng nhện đó luôn nha. Và nếu thiếu thì mình sẽ đi xuống cái khu mỏ ấy để lấy thêm ấy các bạn ơi. Đây mình còn có 30 mấy cái rồi thôi.
Ba mấy cái chắc là thiếu rồi đó các bạn ơi, chắc mình phải đi xuống cái khung mỏ để cắt thêm á. Rồi ok, giờ mình sẽ đem ít gỗ ra ngoài ấy, để chúng ta có thể làm bằng khung thành nhá. Ngoài cái mạng nhện thì các bạn có thể sử dụng kính ấy để làm khung thành cũng được, nhưng mà mình nghĩ dùng mạng nhện thì nó sẽ thích hợp hơn đấy các bạn ơi. Rồi ok, giờ mình sẽ ra đây bắt đầu làm khung thành thôi. Khung thành thì nó sẽ cao khoảng 4 ô nha các bạn, 1 2 3 nè. Và sẽ cao 4 ô nha, 2 3 4 ô, sau đó mình nói ngang như bình thường thôi. Và để cho đẹp hơn thì chắc mình sẽ cào vỏ bằng bằng trụ của khung thành á, 1 2 3 4 nè. Kéo lên tới đây. Ui, một ô nữa. Thế này và kéo ngang. Đó, sau đó sẽ đập cái block thừa này ra nè và cào vỏ luôn. Đấy, thì nhìn cái khung thành nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn ấy các bạn ơi. Rồi sau đó mình sẽ đặt những cái mạng nhện vào ấy. Mình sẽ đặt theo thứ tự giảm dần ấy. Đặt như thế này nè các bạn ơi. Rồi sau đó nối ngang lại ấy, là chúng ta đã xong cái phần khung thành rồi đó. Đặt ở đây cái nè. Hy vọng như đây sẽ đủ cho mình làm được một bên khung thành đi nha. Đây. Ui, có vẻ là không đủ rồi các bạn ơi. Mình chỉ ốp được có một phần của khung thành à. Nhưng mà không sao, tạm thời mình ốp như vậy đi. Các bạn làm tương tự ở phần bên kia đi, chúng ta có thể có hai cái khung thành nha các bạn. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình có đủ cái số mạng nhện để làm khung thành nhá. Sau khi đã làm xong và khung thành thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm phần vòng cắm nha các bạn. Và vòng cắm thì sẽ cách cái cột dọc này khoảng 3 ô nha. Mình sẽ đếm coi, 1, 2, 3 và bắt đầu đào về phía trước ấy là 8 ô nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 ô. Tương tự ở bên đây thì mình cũng sẽ cách ra 3 ô nè. 1, 2, 3 và đào về phía trước là 8 ô nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó mình sẽ nối ngang lại thôi các bạn ơi. Và mình sẽ ốp vào đây là những cái khối bê tông trắng nha. Đây, ốp hết bê tông trắng luôn. Và nếu như chúng ta phạm lỗi trong vòng cấm ấy thì sẽ nhận được một quả phạt đền. Và cái chấm đá phạt đền thì sẽ cách cái khung thành là khoảng 5 ô nha các bạn. Đây, mình sẽ đếm ra là 1, 2, 3, 4, 5. Và ngay đây chúng ta sẽ đặt một cái dấu chấm nha. Đó, vậy là chúng ta đã xong vòng vòng cấm rồi. Bây giờ mình sẽ ngủ một cái đi. Hồi sáng thức dậy chúng ta sẽ làm công việc tiếp theo nha. Đó chính là phần giữa của sân bóng ấy các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ ngủ một cái nha. Mình thấy trong sân bóng ấy, ở phía trước vòng cấm nó có một vòng nhỏ ở đây nữa nè các bạn ơi. Và vòng nhỏ này thì mình sẽ bắt đầu khoảng 1, 2, 3. Từ đây đi, từ ô thứ tư nè. Mình sẽ bắt đầu đặt một cột bê tông trắng. Ở đây một khối nữa. Và ở đây nữa là xong. Đó, vậy là chúng ta đã được cái vòng nhỏ ở phía trước vòng cấm rồi. Ba ở đây và bên đây. Đó, vậy là chúng ta đã xong vòng vòng cấm rồi đó các bạn ơi. Và ở giữa sân ấy, chỗ mà những cầu thủ bắt đầu phát bóng ấy, thì sẽ có một cái hình tròn nhỏ nhỏ ở đây nữa nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái hình tròn này luôn nha. Và nó sẽ cách cái đường liên chính giữa là khoảng 2 ô đi. 1, 2 nè, đập ra. 1, 2, đập ra nè. Và cái này nó sẽ dài khoảng bao nhiêu ô ta? Để mình coi coi. Cái này chắc dài khoảng 3 ô thì có nhỏ quá không nhờ. Ok, chắc khoảng 3 ô thôi các bạn ơi, cho nó nhỏ nhỏ thôi, tại vì đây là sân bóng mini mà. À, đây, đây. Rồi, vậy là ổn rồi. Đây, đây, và ốp lại hết bằng những cái khối bê tông trắng đó các bạn ơi. Đây, ở đây, ở đây và ở bên đây nữa. Sau khi mình hoàn thành xong sân bóng đi, thì mình sẽ đem cái quả bóng vào trong sân luôn nha các bạn. Ui, cái này thì nó hơi nhỏ quá rồi. Cái này chắc mình sẽ cho nó bự ra một xíu đi. Mình sẽ cho nó bự ra một xíu nữa nha. Bự tầm này đi nha. Tầm này thì có vẻ là ổn hơn rồi nè. Ok, chắc mình sẽ cho cái phần này nó bự ra một xíu nữa nha. Đập ra đi. Đó, tầm này thì nó sẽ ổn hơn rồi. Đó, như vậy thì chúng ta đã xong cái phần đường liên của sân bóng rồi đó. Công việc còn lại của mình ấy là thay phần cỏ cho sân bóng thôi. Tại vì mình thấy những cái sân bóng đá các bạn ơi, thường thường thì nó có hai màu cỏ ấy, có hai lằn sọc. Đó, nhìn nó sẽ đẹp hơn ấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm phần cỏ của sân bóng thôi. Và phần cỏ của sân bóng ấy thì mình sẽ sử dụng những cái khối bê tông màu xanh lá cây này này. Đó, giờ mình sẽ lấy lại cái rương su cơ nha. Đặt cục đất ở đây đi. Đó, để mình lấy lại cái rương su cơ các bạn ơi. Rồi sau đó mình sẽ chia cái phần sân cỏ ra hai ô ấy. Đây, cứ cách hai ô này, một ô, hai ô. Và mình sẽ kiểu như là thay phần cỏ cho sân bóng ấy. Đây, mình sẽ ốp vào đây ấy, là những cái khối bê tông màu xanh lá cây như thế này nè các bạn ơi. Ồ, nhìn nó sẽ rất là đẹp luôn. Một, hai và bắt đầu đào tiếp nè. Đào ra. Đó, cứ cách hai ô thì các bạn đào ra cho mình nha. Rồi sau đó mình ốp hết ấy là bằng những cái khối bê tông màu xanh lá cây là được rồi. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình thay xong phần cỏ của sân bóng nha.
Ok cảm ơn ơi, mình đã sửa lại phần cỏ của sân bóng rồi. Như vậy sân bóng của chúng ta sẽ có hai màu như vậy nhá. Và ngoài ra bây giờ mình sẽ làm thêm một cái phần hàng rào bảo vệ ở bên ngoài của sân bóng nữa. Tại vì khi ban đêm mà ở khu đất trống như vậy thì những con zombie nó sẽ xuất hiện và kiểu như là đánh những anh dân làng của mình ấy. Mình không muốn như vậy đâu. Thành ra bây giờ mình sẽ vào trong ấy để lấy một ít lá nè, cũng như một ít cái hàng rào bằng sắt như vậy nè các bạn ơi, để chúng ta có thể làm được một cái hàng rào bảo vệ ở bên ngoài nhá. Và ngoài ra thì mình sẽ đem hết số sắt của mình đang có ấy cho vào cái hệ thống nấu đồ tự động luôn, để một xíu mình có sắt và cho vào cái beacon nhá. Rồi ok, giờ mình sẽ lấy những cái lá đâu ta. Đây mình có khá là nhiều lá gỗ soi nè. Đó mình sẽ đem một ít ra ngoài nhá. Và mình sẽ đem theo những cái quặng nữa. Cái quặng đây. Mình có rất là nhiều luôn nè các bạn ơi. Cái này một stack nè, cái này một stack và một quặng. Đó, rồi nấu đi. Không biết cái này còn nhiên liệu không nữa ta. Để coi nào. Cái này còn 13 cục lắm các bạn ơi, còn 13 cục than ấy. Còn rất là thoải mái luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi ra bên ngoài để chúng ta có thể ốp những cái lá gỗ sồi nha. Và cái hàng rào này bên ngoài chắc mình sẽ cách ra khoảng 2 ô đi. Đó, tại vì ở bên trong mình còn làm thêm một cái chỗ để kiểu như là những cầu thủ có thể nghỉ mệt nữa ấy. Tạm thời thì mình sẽ ốp hết lá bên ngoài trước nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ gắn ở phía trên lá này là những cái hàng rào bằng sắt nha. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình làm xong phần hàng rào nha. Ok các bạn ơi, sau một lúc thì mình đã hoàn thành xong phần hàng rào ở bên ngoài sân bóng rồi. Và ngoài ra thì mình đã gắn thêm hai cái cổng này để mình có thể đi ra đi vào ấy. Còn bây giờ chắc mình sẽ bắt đầu trang trí thêm nha. Và mình sẽ gắn những cái cầu thang gỗ sồi ở xéo hai góc như vậy, đặt ở đây và ở bên kia các bạn ơi. Giống như là cái chỗ để chúng ta nghỉ ngơi sau khi đá về ấy. Rồi giờ mình sẽ tạm thời đặt xuống đây nha. Nó sát cái hàng rào thì cũng không sao đâu các bạn ơi. Gì ổn chứ ta. Ok, tầm này chắc ổn rồi đó. Mình sẽ gắn thêm hai cái nữa đi. Và mình sẽ chế tạo thêm những cái cửa sập ấy để gắn hai bên để hoàn thành cái ghế nha. Đây mình sẽ chế tạo được hai cái nè. Rồi gắn vào thôi các bạn ơi. Gắn ở bên đây một cái nè. Ở đây cũng như là ở bên đây. Đó, vậy là chúng ta đã xong được cái phần ghế ngồi rồi. Nhưng mà mình gắn ở đây thì cũng có sơ sót ấy, là những anh dân làng cũng có thể chạy ra ngoài các bạn ơi. Nhưng mà hy vọng mấy anh sẽ chỉ ở bên trong cái sân bóng thôi ấy. Tại vì mình dự định sẽ đưa những anh dân làng vào trong đây này, giống như là cái chỗ để cho mấy anh đá banh về. Đó, giờ mình sẽ gắn tiếp ở đây nha. Bây giờ mình sẽ vào trong ấy để lấy hết cái số sắt ấy để chúng ta có thể chế tạo thành những cái khối sắt nha các bạn. Và lắp đầy cái beacon thôi, cho cái beacon tăng cái tầm hoạt động này để mình có thể nhận được cái hiệu ứng khi mà cách xa ấy. Rồi để coi coi nó nấu xong hết chưa nha. Xong hết trơn rồi nè. Rồi giờ mình sẽ nén hết mấy cái này thành khói lại nha các bạn. Đây để coi được bao nhiêu khói nè. Ui được có 30 mấy khói thôi các bạn ơi, không biết có đủ không nữa. Nhưng mà hy vọng là đủ nha. Rồi, nhưng mà trước tiên làm cái beacon ấy thì mình cần phải làm trái banh nữa. Quên nữa. Và trái banh ấy thì mình sẽ sử dụng cái quả điệp khúc ấy các bạn ơi. Cái quả điệp khúc để chúng ta có thể làm cái quả bóng ấy. Tại vì mình thấy trong Minecraft thì cái khối đó là kiểu như là nhỏ nhất rồi. Chứ đặt mấy cái khối bự quá thì nhìn nó không giống trái banh cho lắm ấy các bạn ơi. Và đằng kia có một anh dân làng gì nhìn ngộ vậy? Ui, anh dân làng nhìn ngộ quá các bạn ơi. Anh này. Ủa anh này là nghề gì đấy? Người trắng cuồng. Ôi anh dân làng chân cụ bây giờ nhìn đẹp vậy. Anh đổi cái mũ len này các bạn ơi. Nhìn anh đẹp ghê luôn á. Mặc đồ đẹp ghê. Rồi bây giờ anh sẽ vào trong nè. Và lấy một ít cái quả điệp khúc coi. Đây quả điệp khúc nè các bạn. Mình sẽ dùng cúp mình đào được không ta. Dùng cúp đào vẫn được nè. Rồi tiếp theo thì mình sẽ lấy một cục đá en nha. Đây mình sẽ sử dụng một cục đá en nè. Và ra ngoài và đặt xuống thôi các bạn ơi. Nhưng mà để cho cái quả điệu khúc này không có phát triển ấy, thì mình sẽ sử dụng những cái cọng chỉ ấy. Để coi nào, chỉ thì mình có ở đây một cọng thôi. Chỉ cần một cọng thôi các bạn ơi. Để mình đặt ở phía trên cái quả điệu khúc. Như vậy thì nó sẽ không bao giờ mà phát triển được đâu. Và trái banh của chúng ta ấy sẽ giữ nguyên cái kích thước ấy. Lúc đó thì chúng ta đã hoàn thành xong cái phần trang trí cái sân banh rồi. Đào ra nè. Gắn cái đá en xuống và quả điệp khúc ở phía trên. Và phía trên chúng ta sẽ gắn thêm một cọng chỉ như thế này. Rồi, y như trái banh luôn nha. Rồi, như vậy đã tạm ổn rồi các bạn ơi. Và mặt trời cũng đang xuống núi rồi nè. Nhưng mà chắc hôm nay thì mình sẽ không ngủ một đêm đi, để mình làm một ít việc nha các bạn. Và gắn vào đây là những cái khối sắt thôi. Đó, bây giờ mình đã có thể dời cái beacon lên trên một xíu rồi đó. Mình sẽ dùng cúp mềm mại nè, lấy kính lại và lấy cái beacon ra luôn. Đập ra một cái mình sẽ mất cái hiệu ứng liền luôn á. Mình còn mấy giây ta? Mình còn có 8 giây thôi, hết 8 giây này là nó hết rồi các bạn ơi. Từ khi mình đặt lại cái beacon và chọn lại cái tốc độ ấy. Rồi tiếp theo thì mình sẽ sử dụng những cái kim cương đi. Giờ mình sẽ đi vào trong kho của mình ấy, để lấy những cái khối kim cương hôm bữa mình chưa có đặt ấy, để đặt vào cái beacon luôn nha. Như vậy hôm nay mình sẽ cố gắng hoàn thành nốt cái beacon này luôn nha các bạn. Đây mình còn một ít khối nè, đem hết ra ngoài luôn.
và mình có thể chế tạo thêm một khối sắt nữa nè. Đâu đây đó, mình được 25 khối luôn. Hy vọng 25 khối này thì mình có thể lắp đầy được cái beacon luôn nha. Để coi nào, mình còn 16 khối vàng á. Mình có nên trộn những cái khối này lại với nhau không nhờ, để cho nó đẹp hơn ấy các bạn. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải viền ở bên ngoài bằng kim cương cái đã. Đây, kim cương ở đây nè. Đây. Và trứng giữa thì mình sẽ sử dụng những cái khối sắt như bình thường thôi. Và phía trên này chắc mình sẽ đập đi. Và sau này thì mình sẽ thay cái phần sàn ở phía trên ấy bằng những cái khối kính đi các bạn ơi, để mình có thể nhìn xuống phía dưới ấy, những cái quặng của mình nè. Nó vậy thì nó sẽ đẹp hơn á. Để một xíu mình thay vào luôn nha. Rồi, vào trứng giữa này mình sẽ đặt khối vàng ở đây đi. Và đây. Đây, sau đó trộn những cái khối sắt lại như thế này. Nhìn nó sẽ rất là đẹp luôn nè. Wow, và tầng trên cùng thì mình sẽ gắn tiếp là kim cương nhá. Nhưng mà kim cương thì mình sẽ đặt chính giữa nè. Ở bên góc thì mình sẽ đặt tiếp là vàng nè. Vàng. Và sắt ở bốn góc còn lại thôi. Sắt đâu ta? Đây, sắt đây. Sắt. Như vậy thì chúng ta đã lắp đầy được cái beacon rồi các bạn ơi. Bây giờ mình có thể nhận được thêm cái hiệu ứng hồi máu rồi đó. Mình sẽ gắn cái đèn hiệu xuống nào. Mình được cái thành tựu rồi kìa. Hải đăng, mình được thành tựu hải đăng rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ up tiếp phần sàn đi. Mình sẽ up tiếp phần sàn lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái kính gì để làm phần sàn đây ta. Để xem nào, mình thích màu xanh nước biển đúng không? Vậy là mình sẽ lấy thật là nhiều những cái tấm kính. À không, cái khối kính màu xanh nước biển nha các bạn. Mình còn có 7 à. Chắc mình phải chế tạo thêm á, mình còn 8 đúng không? Thì mình sẽ lấy ít cái thủy tinh trong đi. Và lấy màu trắng nè. Màu trắng đâu ta? Màu trắng ở đây. Trong người mình có màu trắng rồi. Màu xanh nhạt còn nè. Mình sẽ làm luôn nha. Đây, khối thủy tinh màu xanh nhạt nè. Rồi, ốp hết cái phần sàn của cái ngôi đền rồng của mình ấy bằng cái khối thủy tinh luôn các bạn ơi. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng nhặt thật là nhiều những cái đầu rồng ấy để gắn vào những cái trụ như thế này nè, để trang trí cho cái ngôi đền rồng của mình nha. Tại vì mình đã chỉnh sửa ngôi đền rồng sau khi mà mình có cái beacon một xíu rồi các bạn ơi. Đây nè, gắn hết vào đây. Mình còn thiếu nè. Mình còn thiếu các bạn ơi, mình còn thiếu 4 cục nữa, 4 cục kính nữa. Ok, bây giờ mình sẽ vào trong ấy để chế tạo thêm 4 cái khối kính màu xanh nước biển nha. Xanh nước biển nhạt nha các bạn, như vậy thì màu nó sẽ đẹp hơn á. Đâu ta? Mình hết thủy tinh luôn rồi, mình còn có 4 cái à. Bây giờ mình sẽ lấy cái màu xanh nước biển nhạt nè và qua cái kho ấy để chúng ta có thể chế tạo thêm những cái khối kính màu xanh nước biển nhạt nha. Rồi một xíu nữa mình sẽ bắt đầu đi tìm những anh zombie villager nha. Tại vì mình muốn làm thí nghiệm á các bạn ơi, để coi những anh đó sau khi mà mình cứu ấy thì ảnh sẽ có kiểu như là có giữ lại nghề được hay không nè. Với lại thì anh sẽ trao đổi với mình rất là rẻ luôn. Thành ra mình có thể tận dụng được điều đấy và trao đổi với ảnh dễ dàng hơn ấy. Rồi, giờ mình sẽ chế tạo những cái khối kính màu xanh biển nhạt nè và gắn vào ngôi đền rồng thôi. Các bạn thấy chưa? Cái sân bóng của mình thành cái sân chơi cho mấy con quái rồi. Thì cái tình là cái sân bóng cho mấy anh dân làng chơi mà gốc cuộc mấy con quái nó vô nó chơi trước rồi. Rồi, giờ thì gắn vào thôi các bạn ơi. Và ở đây chắc mình sẽ thay đổi một xíu đi nha. Cái này thì nó cao quá rồi. Gắn như vậy thì nhìn nó sẽ không còn đẹp nữa ấy. Chắc phía trên này chắc mình sẽ giữ nguyên cái màu mặc định của cái beacon đi các bạn ơi. Đây, mình sẽ cho vào đây một cái cục sắt nè. Bây giờ mình đã có thêm cái hiệu ứng hồi phục rồi nè. Vậy thì mình sẽ chọn tốc độ đi. Đó, mình được tốc độ với hồi phục, chỉ tốn có một cục sắt thôi các bạn ơi. Chọn tốc độ luôn nè. Mình được tốc độ rồi nè. Vậy, nhưng mà không biết mình đứng ở trong đây nó có còn hiệu ứng không ta. Để mình thử nha các bạn. Ở đây coi nó còn hồi không. Tới đây nó còn ngồi nè. Thích ghê luôn á. Nè, tới đây nó còn ngồi nè các bạn ơi. Để mình coi mình có thể chọn thêm hiệu ứng nữa không ta. Nhưng mà mình không có hồi máu nha. Kỳ vậy ta. Mình mắc rồi mà. Mình mắc tầm mà mình. Gì chưa mắc nữa hả? Mình nhớ vậy là mắc rồi mà. Nè, mình có thể chọn hồi phục rồi nè các bạn. Hay là phải chọn như vậy ta. Để mình thử chọn như vậy nha. Có chưa? Là phải chọn thêm à. Không. Mình chỉ có thể chọn một trong hai cái này thôi. Chỉ có thể chọn một là hồi phục nè, hai là một trong những cái dòng ở bên trái nè các bạn ơi. Thì ra là vậy. Ok, giờ mình đã có hai cái hiệu ứng rồi. Một là hồi phục nè, hai là tốc độ các bạn ơi. Tốc độ thì nó sẽ giúp mình di chuyển rất là nhanh luôn. Cúp. Không, những con zombie chứ. May mà có mang golem á. Vậy là trong làng mình còn tối lắm các bạn ơi.
cấm đuốc lên, cấm đuốc lên. Ồ, chỗ nào tối vậy ta? Ủa sao trong làng mình lại có quái nhờ? Cắm vô đây coi. Ủa làng mình thắp đuốc nhiều lắm mà sao còn quái xuất hiện ta? Kỳ thật á. Ủa cái này mình chưa đập ra nè, để mình đập ra nốt luôn đi các bạn ơi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ đi tìm những cái anh zombie villager nha, để chúng ta có thể bắt đầu làm thí nghiệm nha các bạn. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình tìm được những anh zombie villager nha. Mình nghĩ những anh đó chắc xuất hiện trong khu rừng gỗ sò sẫm nhiều hơn á, tại vì trong đó nó tối thui hả các bạn ơi. Rồi ok, giờ mình sẽ đi tìm ảnh nha. Ok các bạn ơi, đêm đầu tiên thì mình chưa có tìm được những anh zombie villager ấy. Thành ra đêm thứ hai thì mình sẽ cố gắng tìm thêm một lần nữa xem coi có gặp mấy ảnh không. Và bây giờ mình sẽ chế tạo cái lọ thuốc yếu đuối nha. Cái công thức chế tạo thì chúng ta chỉ cần grab cái mắt nhện được lên men này, cho vào cái chai nước bình thường thôi thì nó sẽ thành thuốc yếu đuối. Sau đó mình sẽ sử dụng thuốc súng này để biến nó thành thuốc ném nha. Và ném vào anh dân làng ấy, và cho ảnh ăn táo một cái là chúng ta có thể chữa bệnh ảnh được rồi. Thuốc yếu đuối nè, cho cái bột thuốc súng vào. Để coi coi. Ui. À quên, hết nhiên liệu các bạn ơi. Là mình hết hồn mà, tưởng đâu chế tạo không được chứ. Thì ra cái vàng ở dưới là nó hết nhiên liệu mất tiêu rồi. Đây mình sẽ cho nhiên liệu vào luôn đi. Đó, để sắp tới chúng ta còn chế tạo thêm thuốc nữa. Rồi giờ thì chúng ta chỉ cần đợi cho nó thành thuốc yếu đuối mà ném được thôi các bạn ơi, là chúng ta đã sẵn sàng để đi tìm zombie villager lần hai rồi đó. Để coi nào. Được 3 lọ luôn. Giờ mình sẽ cắt bớt 2 lọ đi, mình chỉ đem theo 1 lọ thôi các bạn ơi. Và mình sẽ grab một cái trái táo vàng cái đã. Thì cần táo vàng để chúng ta có thể chữa bệnh cho ảnh các bạn ơi. Cắt bớt một khỏi đi. Ui cắt nhầm rồi. Để coi nào. Đó, 8 cục nha. Rồi chế tạo táo vàng thôi. Mặt trời đã xuống núi rồi kìa. Rồi thời khắc này mình sẽ bắt đầu đi tìm những anh zombie villager nha các bạn. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình tìm thấy những anh zombie villager nha. Ok các bạn ơi, cuối cùng thì đêm thứ hai thì mình cũng tìm thấy được một anh zombie villager rồi, nhưng mà bây giờ mình cần phải tiêu diệt con skeleton này trước cái đã. Và ui, nhặt được một cái cung sức mạnh nè, và tiêu diệt luôn cái con zombie bên đây. Nhưng mà bây giờ mình cần phải đặt tên cho anh trước cái đã, để tránh trường hợp ấy anh despawn nha các bạn. Rồi tiêu diệt anh zombie villager. Không zombie bình thường. Rồi giờ thì dẫn anh zombie villager này về nhà thôi các bạn ơi. Và nếu các bạn muốn chữa bệnh cho mấy dân làng đấy thì các bạn nên chuẩn bị một cái bẫy trước nhá. Mình có làm sẵn một cái bẫy gần nhà mình rồi, giờ chỉ cần dù anh là cái bẫy, cho anh sập bẫy là được rồi đó các bạn ơi. Rồi đi theo tôi. Anh này không biết ảnh nghề gì nữa ta. Ui anh này hình như anh chăn cụi sao nè, anh đội mũ len. Anh này hình như anh chăn cụi sao các bạn ơi, anh đội có mũ len giống anh nhân làng nhà mình kìa. Có vẻ đồng nghiệp của anh nhân làng nhà mình á. Đi theo. Tưởng đâu anh chạy chứ, tưởng đâu anh sợ ánh sáng các bạn ơi. Rồi đi tiếp nè, và bên trong cái chỗ farm mía của mình hình như nó cũng tối thui hay sao rồi. Chắc sắp tới mình cần phải kiểu như là thắp thêm đuốc ở bên trong á, để tránh trường hợp ở trong kia nó xuất hiện quái nữa. Rồi giờ mình sẽ dẫn anh lại đây. Đây chính là cái bẫy nè. Cái bẫy thì rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần đặt một cái cổng ở đây và một cái tấm áp lực nè. Giờ mình sẽ đi vào bên đây nè, mở ra một cái. Rồi làm lại, mình phải cần làm nhanh hơn các bạn ơi. Đây vô đây một cái đó. Rồi ui không được. Ui không ổn rồi. Rồi vô đây đi. Ui gì cũng được, ui da nha. Ui mình phải đập cái này ra đi các bạn ơi, sửa lại cái bẫy mình fail rồi. Mình sẽ dụ anh qua đây nè. Rồi đóng cửa lại cái. Ui trèo vô. Ui sao anh không chịu vô à. Rồi ui anh trèo ngược lại. Tuyệt tình luôn á. Rồi đi vô. Rồi ui từ, cái này phải làm từ từ các bạn ơi. Nè vô đi. Rồi đóng cửa làm cái, trèo cái lên. Đó, vậy là được rồi. Rồi ok các bạn ơi, mình đã làm xong, nhốt anh xong rồi các bạn ơi. Tiêu diệt con quái này cái đã. Rồi sau đó thì mình sẽ kiếm một block nào đó chặn ở phía trên nha. Tại vì ban ngày thì anh sẽ bị đốt nha các bạn, thành ra các bạn nên chặn một block ở phía trên như thế này nè. Nó nên là một full block nha, chứ dùng slab nhiều khi nó ảnh lại bị đốt á. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu cắm một cái đuốc bên trong nè. Cho anh lọ thuốc yếu đuối trước đã. Thuốc yếu đuối nè. Sau đó ăn táo đi. Rồi tay anh bắt đầu run nè các bạn ơi.
Đó, như vậy thì chúng ta đã đang chữa bệnh cho ảnh rồi đó. Giờ thì chúng ta chỉ cần đợi thôi, đợi tới khi nào mà ảnh hết bệnh ấy là ảnh sẽ biến thành anh dân làng bình thường ấy, là mình có thể trao đổi với ảnh rồi. Hy vọng sau khi ảnh biến thành dân làng bình thường thì ảnh sẽ mất nghề đi, để mình có thể reset nghề cho ảnh ấy. Mình sẽ biến anh thành một nhân làng thủ thư nè, để anh trao đổi rẻ hơn, cũng như là mình sẽ tìm cái quyển sách Mending nha các bạn. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi nào mà anh dân làng này trở lại bình thường nhá. Ok các bạn ơi, trong lúc chờ đợi thì mình phát hiện một con zombie mặc full set đồ lưới nè. Ồ, hy vọng mình đánh cái tên này sẽ rơi ra đồ lưới cho mình nha. Mình được một cái ủng lưới nè. Cái ủng kim loại các bạn ơi. Ồ, cái đồ này hơi bị hiếm luôn á. Rồi mình sẽ thay vô đây nè, nó nhìn đẹp chưa. Để cố gắng, để sắp tới mình cố gắng tìm được nguyên một set đồ bằng lưới ấy, mặc là há bao ngầu luôn á các bạn ơi. Và phía trước mình có con creeper nữa. Ui, đúng là chờ ban đêm sợ ghê luôn á. Ok, đi gán chợ hết đêm nay các bạn ơi. Hy vọng thì anh sẽ mau khỏi bệnh đây. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục đợi thôi. Ok các bạn ơi, cuối cùng thì anh dân làng của mình đã khỏi bệnh rồi. Đó, giờ anh đã reset nghề mất tiêu rồi. Vậy bây giờ mình sẽ nhân lúc này và đặt cho anh một cái bục để sách nha. Cái bục để sách đó hình như công thức chế tạo đó là cần một cái kệ sách nè, và một ít cái slab hay sao á. Ui, cẩn thận không thôi anh dân làng của mình bị quánh á. Ui, quái đến đây quá trời nè. Hình như thấy anh dân làng là quái xuất hiện đông hơn hay sao á. Ok, giờ vào trong làm gấp cái kệ sách các bạn ơi. Ok các bạn ơi, có lẽ là gần cái khu mình ở ấy có quá nhiều khói dạy nghề ấy. Nào là mấy cái thùng này, nào là mấy cái khung dệt này, và rất nhiều thứ khác nữa. Thành ra anh dân làng của mình ấy đã đổi thành anh dân làng cái này là thợ công cụ đúng không ta? Tự nhiên nghiệp dư là mình không biết cái gì nữa. Hình như là thợ công cụ các bạn ơi. Nhưng mà anh đổi những cái cục than này để đổi ra emerald. Bây giờ mình chắc mình phải dẫn ảnh ra một nơi thiệt là xa ấy, để cho ảnh mất cái nghề này đi. Rồi sau đó mình sẽ dùng những cái mục để sách ấy và đổi nghề cho ảnh thôi. Chứ bây giờ là mình chứ không muốn ảnh thành ông thợ dụng cụ đâu. Thợ dụng cụ như trong làng mình cũng có hay sao rồi. Nhưng mà thôi kệ đi, tạm thời cho ảnh sống ở trong cái nhà kho của mình cũng được. Và mình sẽ rào cái này lại nè, để tránh trường hợp ảnh đi ra ngoài nha. Và anh dân làng này đi ra đi, để đúng anh dân làng mà mình chữa bệnh ấy, đi ra ngoài thôi các bạn ơi. Đi ra đi. Rồi đúng rồi, đi ra đi. Giờ mình sẽ làm thêm một ít cái cửa nữa nha, cái cổng ấy các bạn ơi. Đây cổng đây, và đặt xuống đây. Vậy là ok rồi. Bây giờ mình sẽ kiểu như là vào làng của mình ấy, để tìm coi anh dân làng nào bán đồ tốt đi, để mình trao đổi một xíu nha. Tại vì lâu rồi mình cũng chưa có trao đổi với mấy anh dân làng trong làng của mình ấy. Để coi có anh dân làng nào có nghề mới không nha. Ủa, anh này là thợ câu cá nè. Anh này cũng thợ câu cá luôn. Ở đây còn rất là nhiều anh chưa có nghề nè. Sắp tới mình sẽ cố gắng dẫn vài anh nữa đi ra ngoài và dạy nghề nha. Anh này là đổi hô hấp ba. Anh này đổi sách tốt nè các bạn ơi, sách hô hấp á. Hay nha. Rồi còn anh nào nữa không? Anh này là đổi chỉ. Anh này cũng đổi chỉ luôn. Tính ra mấy anh dân làng trong làng của mình ấy toàn là đổi chỉ thôi các bạn ơi. Ủa sao mất hết một anh rồi? Ủa sao mình mất hết một anh dân làng rồi các bạn ơi? Nè. Rồi vậy là có một anh bị zombie cạp rồi. Rồi vậy là mình mất hết một anh dân làng trong làng nữa rồi. Ủa tính ra trong làng của mình còn nhiều chỗ tối lắm luôn á. Buổi tối mình vẫn thấy những con quái này đánh nhau với anh golem của mình. Ô vậy là sắp tới mình cần phải kêu như thắp sáng nhiều hơn nữa mới được. Ở đây mình cắm đút đầy hết trơn rồi nè, mà quái nó vẫn xuất hiện hả ta? Ủa có khi nào nó xuất hiện ở trên nóc nhà của mình không nhờ? Tại vì trên nóc nhà của mình hình như là mình chưa có up hết, chưa thắp đuốc hay sao á. Ủa trên đây là mấy cái cầu thang mà. Ủa đây là slab nữa trên nữa, sao nó quá xuất hiện được? Ủa gì là quá xuất hiện từ đâu ta? À cũng có thể là ở trên mấy cái máy này nè. Đúng rồi, trên đây mình chưa có thắp đuốc các bạn ơi. Thì ra là vậy, ok. Trên mấy cái máy của mấy cái quầy bán hàng nè, mình cần phải thắp thêm đuốc á các bạn. Đây mình sẽ trèo lên đây và thắp thêm đuốc nha. Rồi vậy là trên nóc của mấy cái chỗ bán hàng ấy đều đã có đuốc hết trơn rồi nha. Sắp tới thì không sợ mấy con quái nó xuất hiện nữa đâu.
Anh này sắp tới mình sẽ cố gắng để giành Emerald ấy, để đổi với ảnh mới được. Nón hô hấp thì khá là khó để tìm ra các bạn ơi. Như vậy trong ngày hôm nay ấy, thì mình đã làm xong được cái sân bóng rồi. Và trong thời gian giữa hai tập mình sẽ cố gắng đưa thật là nhiều nhân làng vào trong ấy, để cho mấy ảnh đá banh nhá. Và ngoài ra mình cũng đã kiểu như là lắp đầy được cái beacon này và chữa bệnh cho một anh nhân làng rồi. Và trong thời gian sắp tới nếu các bạn muốn mình xây dựng, chế tạo hay làm gì mới ấy, thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Cũng giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye. Bye.